Nhà xưa ở Bản có thể ăn thịt được, có thể uống rượu được, với cả kết hôn được. Xin chào Han Don Tai. Konnichiwa, Ayano desu. Konnichiwa, Rie desu. Em ở Việt Nam một năm rồi. Và lý do em sống ở Việt Nam là em sang du học. Hôm nay là 7日目 desu. À, kyou wa no shiyen katsudou de. Lần đầu tiên em sang Việt Nam là 10 năm trước. Lúc đó rất khác nhau Nhật Bản và Việt Nam. Ví dụ như là xe ô tô cũng ít, rất nhiều xe máy. Nhưng mà lúc đó em không biết văn hóa Việt Nam, thế nên là rất ngạc nhiên. Giao thông, món ăn, con người thì em không nhớ. Nhưng mà món ăn cũng... À, ví dụ như là em ăn ở ngoài thì có rất nhiều con rùa với món ăn. Nếu ở Nhật Bản thì có con rùa thì dẹp mẹ đi. Đúng rồi, đúng rồi. 40年ぐらい前に私の父と日本ベトナムに来たんですけれども、やはりもう本当に飛行機から降りた時に、昔はその空港の周りがホーチミンだったんですけど、金網だったんですね。でそこにたくさんの通訳できるぐらいベトナム人の人たちがこの金網から本当になんかいろいろちょうだいちょうだいって言ってた姿を見た時に、あ、まだベトナムはこれからの街なんだなって思いながら降りたのを覚えてます。không thích nhất à? À, thịt chó. Thịt chó. Thịt chuột. Em ăn thịt chuột chưa? Chưa. Thịt chó chưa? Chưa. Không dám ăn. Ôi, lại còn nguyên con. Phở cả nó. Phở. 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 Ăn điều gì kỳ đại? À, kỳ đại. À, chút tổ ổ nhịp kê gà chút tổ nhịp gà tế cầm. Thực tế mà. Em ăn thịt chuột chưa? À, chuẩn bị rồi nè. Chuẩn bị rồi. 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 Em đi Hà Giang, Vịnh Hạ Long, Hải Phòng, tôi đến Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Vinh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Ồ, hết Việt Nam rồi đấy. ハノイでしょ、ホーチミンでしょ、ハティンでしょ、タイビン、ハイフォン、ハイズン言った、ヤちゃん、ダナン。Địa điểm em thích nhất là Đà Nẵng hơn là Phú Quốc ấy, bởi vì là biển rất đẹp và con người cũng rất hiền và dễ gần á. Hà Giang thì có rất nhiều dân tộc Việt Nam và ở Việt Nam ở Nhật Bản thì không có dân tộc rất mới à. Nếu ở Nhật Bản thì không nhìn thấy được. Nhưng mà Hà Giang thì còn núi với cả món ăn cũng khác. やっぱり私はハノイの方が好きかな。やっぱりいろいろ街行ったけれども一番なんかハノイが落ち着く。でもだってなんかいろんな街行ってもホテルがやっぱりトカゲじゃなくてなんだっけ。やっぱりダナンでしょ。ダナン。それニャちゃん。ニャちゃん。で、やっぱり最後はハノイかな。ぜひ、やっぱりハノイは見てもらいたいですね。日本の人たちには。あ、そうね。あとバイクのね、後ろに乗ってもらいたいね。チャレンジしてもらいたい。ああ、ね、にちょ。日本で không có chợ như ở Việt Nam。Nếu đi chợ ở Việt Nam thì phải giá cả, mặc cả. Mặc cả. Mặc cả. Với cả giao tiếp với người địa phương. Nên là em đi chợ để tìm hiểu văn hóa rất thú vị. Thì tôi nói chuyện tôi Nên ai sử dụng tất cả là tốt đấy cả. Nên ai sử dụng tất cả là kiếm kiếm sao vậy tôi mới mất cả. Gắm mắt. Ê, tôi là Việt Nam chính. Cái gì cả. Mẹ ơi. Thực ra là con có người yêu Việt Nam rồi. Anh ấy có hơn con rồi nên là con muốn ở lại Việt Nam luôn luôn. とりあえず会ってからまずはねきちっと
あの、お金を稼げてるかどうか。そういった後は、やっぱり性格だよね。真面目とか、同じか。同じ。Thế thì mọi người sẽ giới thiệu địa điểm nào ở Nhật Bản cho người Việt Nam? Kyoto でしょ? Kyoto. Kyoto. Kyoto でしょ? あと、Kamakura. Kamakura.神奈川が東京、うん、京都はやっぱりあの歴史がでベトナムの人は お寺すごく大好きだからであとやっぱり東京は来てもらってで東京もお寺たくさんあるので、うんまあ、そういうところも見てもらいたいかな、うん、東京cũng có rất nhiều chỗ mẹ em là nhà sư ông ngoại cũng là nhà sư bố em cũng là nhà sư nên là nhà của em là chùa富山にあるあの常蓮寺さんというお寺であの住職を務めてます。はい、富山には住んでない、東京に住んでる。メイン管理長は富山。nhà sư ở Việt Nam thì không ăn thịt, không ăn à không uống rượu, với cả không kết hôn được. Nhưng mà ở Nhật Bản thì khác nhau. Ở Nhật Bản giáo phái của mẹ là có thể ăn thịt được, có thể uống rượu được, với cả kết hôn được. Rất khác nhau. Ừ, nhưng mà người Việt Nam rất ngạc nhiên nghe điều đó thì em và mình em rất vui trò chuyện với hàng xóm tay ngày hôm nay nếu mọi người trò chuyện nhiều hơn thì mọi người vào lúc này nhé bye bye, bye, bye. Bye, bye.